tại sao người con Phật phải trường trai giới sát? Vì con cá cắn câu thì hoảng sợ, con chim thấy cung tên, súng đạn liền vỗ cánh bay cao. Ngựa trâu còn chảy nước mắt ròng ròng khi sắp bị đập đầu, học huyết. Điểu thú còn tham sống sợ chết, tại sao ta đành lòng giết chúng mà ăn? Ban đầu người giết cầm thú, sao rồi người lại giết người? Bởi quen mùi máu tanh hôi nên sanh ra hiếu sát chiến tranh giặc giã, giết hại lẫn nhau. Ôi sơn hào hải vị, một bữa ăn mà kẻ khóc người than, thú kia chết thảm, gây thù kết oán luân hồi thường mạng lẫn nhau. Chi cho bằng cơm rau đạm bạc cũng qua ngày hai buổi, rảnh chí tu hành. Bởi vậy, tôi ước mong sao cho mọi người trên thế gian hãy xót thương tất cả muôn loài, vì chúng đều có tri, có giác, ta đừng làm chúng nó khổ đau. Đó là lẽ đạo từ bi mà Đức Phật từng dạy cho các hàng đệ tử. Đời người chẳng khác nào như con thuyền lạc giữa phong ba, nước mắt thế nhân là đại hải bao la. Bôn ba giành giật sát sinh, hại vật, ăn cho dinh thân vì gia, rốt cuộc rồi cũng chết. Con người vì thân mà gây ra lắm oan nghiệp, nên khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới.